À, các bạn nhìn thấy cái file share Thấy rồi ạ. rồi đây. Cái chỗ mà file PDF á, các bạn thấy chưa? Có Đây cái này. file sử dụng. Đây, file PDF đây. Rồi ha, cái đây nha. Zero là what? Zero là what? Vậy thì số 41 đi. Các bạn đều đã làm rồi. Ảnh lên làm chưa? Đi Then, ảnh lên làm then cho 41. Get, mình đọc lại từ đầu luôn ha. As happened with business facts, outsourcing and offshoring reach a point where firms may think they are doing this for all the right reasons, usually to slice costs, yes, lose the sight of what is the best for their business. It then takes a dose of common sense for many of them to realize it. Thế thì tại sao mình nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cái chữ đen đi nè? Anh Linh giải thích giùm cô đi. Tại vì đen là từ để nối à, để Đen là để nối, cô đồng ý. Còn đen dùng để làm gì khác nữa không? Ví dụ như bây giờ cô nói, okay, so I go to school, I then take off, I go to school. Chấm nè. I then talk to my friends. Như vậy khi mà bây giờ cô dùng chữ then ở trong một số trường hợp á, thì then này nó mang cái nghĩa là next hoặc là after that, sau đó, kế đó. Rồi, thế thì mình nghĩ dùm cô xem, có hẳn là nó sẽ mang cái nghĩa ở chỗ này, mình thả cái đó đi được không, mình bỏ được không, hay là một cái từ khác. Mời Trúc Linh. Mời Trúc Linh. Cô không biết em Không nghe gì hết trơn luôn á. vậy là cậu muốn lên bỏ gì? Bỏ gì nè. Rồi, thế thì bây giờ mình thử suy nghĩ nha. Outsource and offshoring have reached a point where firms here means the company. Firms here means big company. Rồi, từ từ đã. Trước khi làm bài, bây giờ câu hỏi này mấy đứa có biết từ outsource không cái đã? Là kiểu chấp nhận cái linh kiện gì từ cái việc chấp nhận cái linh kiện dữ liệu của từ chỗ khác đúng không cô? Không phải như vậy. Động từ outsource ở đây á, nó động từ else, nó bắt nguồn từ động từ outsource. Outsource means you export your work to another company. Usually to where with lower labor cost. For example, US American company often outsources their business
to Asian countries such as Vietnam. It means that the for example, you know, Samsung company, Samsung manufacturing company in Thủ Đức district, no, in district 9. Biết công ty Samsung chưa? Mình biết cái nhà máy của công ty Samsung ở ngay đúng rồi, ở khu công nghệ cao. Lý do tại sao Samsung là một công ty Nhật, công ty Hàn Quốc mà họ đem cái họ mở nhà máy tại Việt Nam? Bởi vì nhà máy ở Việt Nam có lower labor cost. À, cái quan trọng nhất đó là lower labor cost. Trong khi cái năng lực lao động không phải là thấp. Đó là cái khả năng của người lao động cũng rất là cũng cao, đó, vừa phải, chi phí thấp. Mọi thứ chi phí sinh hoạt, tất cả mọi thứ chi phí ở Việt Nam đều thấp hơn so với Hàn Quốc. Cho nên họ outsource cái nguyên một cái nhà máy của họ sang Việt Nam. Có nghĩa là gì? Họ đem cái dây chuyền sản xuất của họ sang Việt Nam, đem chuyên gia của họ sang Việt Nam, họ đào tạo cái đội ngũ nhân công nhân tại địa phương để làm những cái việc mà đúng ra là người Hàn Quốc họ sẽ làm tại Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao mà mình có thể mua được điện thoại smartphone với chi phí rẻ hơn so với là cái việc mình mua một cái điện thoại đó được sản xuất tại cái nước sở tại. Cho nên á, là Apple mới đem cái nhà máy của họ qua bên Trung Quốc, gọi là outsource, mình gọi là xuất khẩu dây chuyền sản xuất, kiểu như vậy, xuất khẩu cái công việc của mình, cái những việc mà công ty mình làm đang qua bên các cái quốc gia khác, gọi là outsource. À, thế thì ở đây á, họ muốn nói rằng là đối với những cái doanh nghiệp về việc mình outsource and offshoring. Offshoring thì cũng mang nghĩa tương tự. Offshoring cũng mang nghĩa tương tự luôn. Tức là họ sẽ đầu tư offshore, tức là xa khơi. Offshore có nghĩa là xa khơi. Mình cứ để shore là cái bờ biển. Nó bắt nguồn từ từ này nè. Từ shore. Nó bắt nguồn từ động từ offshore. Từ shore là bờ biển, tức là nó ở gần bờ. Khi offshore có nghĩa là xa bờ, go far away. Far away from the native land. Or from the host country. From the host country. Tức là cái quốc gia mà chủ á. Ví dụ như là một cái công ty Apple thì cái công ty mẹ, cái đất nước mẹ của nó gọi là đất nước Mỹ, nhưng mà nó offshore và hoặc là nó outsource, tức là nó xuất khẩu đem ra ngoài, nó xuất khẩu cái dây chuyền của nó ra ngoài đến một cái điểm, to reach, have reached the point where firms may think that, nó đã đạt đến một cái mức mà những công ty họ nghĩ rằng là họ làm những cái việc này là vì những cái lý do đúng đắn. Doing these. Như vậy thì these refer to outsourcing and offshoring. Refer to thế này. For all the right reasons. Tất cả chỉ vì những lý do chính đáng. Usually to slice cuts. Slice is the verb. That means you cut things into smaller pieces. Slice là mình thái rất là mỏng, giống như là mình thái chanh hoặc là thái thịt ra những cái miếng thật là mỏng, gọi là slice cost. Như vậy, khi họ dùng cho mình cái cụm từ slice cost, có nghĩa là họ đang muốn nói với mình rằng là divide cost into smaller pieces or smaller parts, thành những cái phần nhỏ hơn. Thay vì họ để một cục cái chi phí sản xuất rất là lớn, trong chi phí sản xuất nó sẽ bao gồm luôn cả cái chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận hành, gọi là operation cost. Thì khi họ đem outsource và offshoring đi ấy, thì những cái chi phí nó sẽ được nhỏ đi, nó sẽ được giảm bớt.
Do đó mà mình mới có được cái cụm từ gọi là slice cost. Slice cost là mình chia nhỏ cái chi phí ra. Yet, theo các bạn thì từ yet ở đây có nghĩa là gì Chưa. nè? No, yet ở đây có nghĩa là but or however. But or however. Có nghĩa là chia nhỏ chi phí nhưng mà vẫn không lose sight of what is the best. Đây mình có một cái cụm từ nó gọi là thành ngữ, đó là lose sight of something. Do đó câu số 44 ở đây, 41 của mình á, từ sai đó là từ the. Vì mình có một cái thành ngữ là lose sight of something or somebody. Các bạn đoán nghĩa đen của nó thử xem. Mất à. Lose là mất. Mất cái cách nhìn về cái thứ gì đó. Đúng rồi, tức là bị khuất tầm nhìn. Mình không thể nhìn thấy, lose sight of somebody or something, meaning to be unable to see something clearly. Xét về mặt nghĩa đen có nghĩa là mình không nhìn thấy, không có khả năng, là mình không thể nhìn thấy một cái gì đó thật rõ ràng. Tuy nhiên, xét nghĩa rộng hơn có nghĩa là to be unable to consider something carefully or to design, tức là khoảng thì mình sẽ dùng những cái từ tương tự ha, design, consider, examine, analyze, tất cả các kiểu. Tức là mình không có khả năng xem xét, nhận định what is the best for their business. Cho nên ở câu 41 này á, bị rớt vô cái dạng hỏi từ vựng ha. Còn từ dance này thì không có, không có gì cả, không có vấn đề gì xảy ra với từ dance này hết. Rồi tiếp tục là 42 nè, mời Trúc Linh. Em nghĩ là bỏ for. For, nghe chữ sense đúng không? Common sense đúng không? Cái này đúng không? Rồi, đáp án là từ with. Tại sao with? Tại vì with nó đi với động từ provide. Mình có cấu trúc là provide somebody thì mới with something. Còn nếu không á, thì mình chỉ là provide something. Đủ. Rồi. Thế thì bây giờ mình nhìn lại này. It then takes a dose of common sense for many of them to realize this. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái cụm, đó là cụm common sense. Common sense là lẽ thường. Common sense là những cái giác quan thông thường á. Rồi, tiếp tục nè. Realize this. Các bạn nhìn kỹ cái câu này và các bạn xác định dùng câu coi chữ this ở đây có nghĩa là gì? Like cost. Size cost chưa đủ nha. Chưa đủ nha. Rồi. Thế thì từ those của mình ở đây nè, xin lỗi. Từ this của mình á ở đây nè, nó refer cho nguyên cả một cái câu ở trên này nè.
đang refer cho nó nguyên cả một cái câu ở phía trên. Rồi, có nghĩa là gì? This realize nhận ra những cái này, tức là nhận ra việc là người ta đang nghĩ rằng là người ta làm tốt. Thông thường là để làm giảm chi phí, chia nhỏ cái chi phí ra. Nhưng mà but yet however, right? Tuy nhiên thì lại làm cho họ không thể nào nhận ra được cái gì là tốt nhất cho công ty của mình. Cho nên cái từ this ở đây nó bao nguyên một cái câu từ chữ S này nè cho đến chữ business. Và nó là một cái dạng mà trong văn business đó, người ta rất là thường hay dùng. Và từ this này rất là thích dùng, bởi vì họ mình có thể rút gọn một cái nguyên một cái mảng câu phía sau chỉ cũng bằng một từ này thôi, hoặc là this, hoặc là that, hoặc là it ha. Rồi tiếp theo mình để ý cho cô cái cụm từ này nè, take a dose of. Thế thì mình nghĩ xem từ dose là gì. Từ dose mình biết từ này không nè? Dose means a measure, amount of drug, of a drug. Đây là một cái lượng, một cái liều thuốc. Dose là liều thuốc. Như vậy là it's. Như vậy tiếp đến thì là người ta, for many of them, nhiều trong số công ty này cần một cái take a dose of common sense. Như vậy từ dose ở đây không hẳn là thuốc nữa, đó là nó một cái là giải pháp hoặc là một cái chi tiết. A dose of common sense ở đây mình sẽ hiểu rằng là một cái cách nghĩ thông thường cho rất nhiều trong số những công ty này có thể nhận ra được điều này, tức là nhận ra cái việc rằng là họ nghĩ rằng là họ đang làm tốt nhưng cuối cùng là họ lại làm không tốt. Cho nên a new book multi sourcing đã provide with such a dose, đã cho những cái công ty này, đã cung cấp cho những công ty này với một cái liều thuốc như vậy, such a dose. Rồi tiếp tục ha. 43 nè, mời Xuân. Although. Although the book makes useful new points about what companies should look for and how they should do. Tại sao lại lại bỏ đâu đi? Cô là nguyên cái câu này thì nó không phải là câu, nó không có cái vế nào là đối nghịch với cái vế trước hết. Nếu mà hai dùng câu hai câu nó bổ trợ cho nhau, cho nên không phải là mặc dù rồi, em nghĩ vậy. Thế thì bây giờ giả sử nha, bây giờ mình giữ cái chữ although lại thì mình cần thêm cái gì nữa khác? Nếu mình giữ chữ although thì mình phải có một vế nào đó để đảo, mình có cái vế nào đó nói ngược lại cái ý của cái vế mình đang nó có ở đâu. Xét về mặt ý nghĩa là như vậy, còn xét về mặt cấu trúc ngữ pháp thì mình cần một mệnh đề chính. Ok, như vậy although ở đây là đáp án chính xác ha, although. Đó, ok. Số 44 nè. Bốn ánh lên được không? Em nghĩ là thích. It đây đúng không? Should do it. Ok. Thực ra it ở đây là đúng. It ở đây là đúng. Và cái chữ sai ở đây là chữ otherwise. Otherwise. Rồi. Bây giờ mình mới bỏ cái từ này đi nè. Vô đi nè. Bỏ otherwise đi nè. Khi dùng mình dùng otherwise tức là mình đang muốn cái câu phía sau otherwise của mình á,
cái nghĩa của nó phải ngược lại với cái nghĩa của cả một cái câu hoặc là cả một cái mệnh đề phía trước. Trong khi đó, có phải rằng là bắt đầu từ cái câu the book makes useful news point gì đó, nó là cái phần mở rộng ra tiếp theo của cái câu a new book, đúng không nào? Rồi, bởi vì sao mình nghĩ như vậy? Bởi vì ở đây nè, mình có chữ the nè. Và cái chữ the này nè, mình sử dụng the được là vì nó xác định được rằng mình đang nói về cái quyển sách ở phía trên. Và tiếp theo mình nói về the authors. Define multi-sourcing as a discipline provisioning and planning of business gì đó. Có nghĩa là mình đang đi tiếp những cái chi tiết của quyển sách này. Nên, do đó mình không nhìn thấy cái sự trái nghĩa nào ở đây cả. Do đó otherwise là sai. Nha. Kịp không? Kịp không Linh? Chúc Linh chưa chưa hiểu lắm hả? Anh Linh. Dạ kịp cô. Ok, rồi mời Chúc Linh câu 45 nào. Câu 45 là em nghĩ là đi trước optimal. Optimal, rồi optimal, ok. Đi trước optimal. Chữ đi chỗ này đúng không? Dạ. Ok, thực ra câu 45 của mình là câu đúng. The optimal set, optimal là tối ưu, set of internal and external providers. Rồi, thế thì cái câu thực ra nó là phần tiếp theo của cái câu phía trên này. The authors define multi-sourcing as the discipline provisioning and planning of business and IT services from the optimal set of external and internal providers in order to pursue the business goals. Rồi tiếp tục mời 46, mời Xuân. Dạ, cho em hỏi là cái in order là để mà, nhưng mà nó có cần phải có to không cô? Nếu nó có to thì nó phải cần một động từ. Còn không cần, nếu mà không có to thì mình cần một mệnh đề. Nếu không có to thì nó sẽ mang một nghĩa khác. Câu Nếu nó này có to thì nó là để mà, còn nếu nó không có to thì nó có nghĩa là theo thứ tự. câu này set Set à, thực tế thì nó nằm ngay chữ order. In the pursuit of, mình có một cái cụm, bỏ thế này đi ha. Rồi, mình có một cái cụm là in the pursuit of something, có nghĩa là in order to reach the goal, the aim of something, or in order to achieve something, để đạt được một điều gì đó. In pursue, pursue có nghĩa là theo đuổi, để nhằm theo đuổi cái gì, thì trong cái câu này của mình có nghĩa rằng là để nhằm đạt được cái business goals, tiêu về kinh doanh thôi. À, do đó từ order ở đây là bị sai. À, xin mời câu 47 Trúc Linh nào. Khó với cô ấy. Khó mà, cái này khó lắm. Nhìn vậy thôi chứ khó đó. Em đợi em coi. Em
nghĩ nó đúng. Nghe nó nằm ở chữ hình nấp. Nó nằm ở chữ enough. It's hard to believe. Có nghĩa là it's very difficult to believe. It's hard. Nhưng mà mình nhìn vô sao mình biết nó sai được không? Mình phải đọc kỹ và mình phải hiểu thuộc nhớ cấu trúc cũng như là tóm cái vốn từ về thông thường á, thì những cái này á, nó sẽ không có test mình về từ mới mà nó chỉ test mình cấu trúc ngữ pháp thông thuộc thôi. À, ví dụ như ở đây có cái it's hard to believe any responsible gì đó, thì nó thực ra nó là bài này difficult. À, in cũng được. Hoặc là it has gì đó, thật ra it has, it is difficult believing something, nghĩa là được rồi. It's hard, hard là difficult thôi. Rồi 48 nè. Anh Linh được không? Bây giờ bạn nào làm được thì cứ nói lên, không sao hết. Anh nghĩ là why. Why, đúng rồi, nó là why. Tại sao why nè? Nó là mệnh đề chính, bây giờ sao có bất hả con? Đúng rồi, nó là mệnh đề chính. Tại sao mình có bất rồi? Bất là mệnh đề phụ rồi. The author reminds the company that outsourcing is not an end in itself, but rather than a means to an end. But rather than, có nghĩa là thay vì. Cái câu này là the author nhắc nhở những cái công ty rằng outsourcing không phải là cái mục tiêu cuối cùng, in itself, an end in itself, tức là bản thân nó là mục tiêu, tức là sự kết thúc, mà nó là một cái phương tiện để đạt được cái mục đích mà hỗ trợ hoặc là thêm vào gì đó đối với những cái firm strategy, những cái chiến lược của công ty. Và nó nghe but rather than, hoặc hơn là thay vào đó nó sẽ là cái gì đó. Cho nên ở đây không có từ why. Hơn nữa, khi chúng ta dùng why á, thì ngay tại chỗ này nè, mình không có dùng được. Why luôn luôn đi với verb in. Còn nếu why mà đi theo kiểu này thì nó đang muốn so sánh hai mệnh đề đối lập. Mà trong khi đó sau itself đó, thì but rather than a means, thực tế nó vẫn chỉ là một cụm thôi. Ngay cái đoạn phía sau này nè, a means gì đó cho đến firm strategy á, bản thân nó chẳng qua chỉ là một cụm danh từ mà thôi, một cái noun phrase thôi. Cho nên từ why ở đây không đủ sức để gắn. À, cái này nó thuộc về cấu trúc ngữ pháp. Mình nhìn, tức là mình đọc quen, mình đọc nhiều, mình nhìn quen thì mình sẽ nhìn ra. Cho nên các bạn phải siêng đọc vào. Và tiếp tục là 49 nè. 49 đi. Chữ ẩn thứ hai. Chữ ẩn thứ hai hả? Thường á, nếu như mà trong một câu có hai từ, nó không bao giờ sử dụng cái từ đó để làm đáp án. Vì người ta sẽ không biết được rằng mình đang nói tới chữ số mấy trong câu. Cho nên chữ ẩn. Chữ gì? Chắc em phải lên. Tu à cô? Tu. Tu vâng. Không, ở đây nè. Nó là từ than thôi. But rather. Thay vào đó. Nó không có chữ than luôn. Lúc nãy có đọc tưởng nhanh ra đúng hết. Đâu, mình phải đọc như vậy để mình. Mình đang giải thích câu 48, mình chưa tới câu 49 nè bạn. Vậy là khó quá đây. Khó lắm á. Đề này
Tức là cái kiểu bài này nếu mà mình không có đọc nhiều á thì nó sẽ rất là khó. Cho nên các mà hơn nữa những cái bài này á, là họ sẽ lấy ra từ trong cái Financial Times hoặc là những cái tạp chí về kinh tế hoặc là những cái review về kinh tế, cho nên các bạn phải đọc thật là nhiều những cái bài báo trong đấy. Bài reading của Market Leader chỉ cần thêm bớt vài từ thôi là ra một cái đề thi siêu khó luôn. Nên Market Leader là phải bám cho thật là chặt. Rồi tiếp tục là câu 50 đi. Câu 50 Sưng Sưng. Nãy Sưng ở nhà làm rồi nè Sưng ơi. Câu 50 em nghĩ câu này nó đúng không? Câu này bị ở từ no. Even if it saves money, there is little point in tying yourself down with a deal that hobbles the firm and prevents it from developing into its business. Thậm chí là nếu như it save money, tức là rõ ràng đó là mình biết rằng là cái outsource và offshore, outsourcing and offshoring đều là một cách là để save money. Cho nên người ta mới nói rằng là nếu như thậm chí là nó save money chứ không phải là save no money. Save no money thì để làm nói làm gì nữa, đúng không? Rồi tiếp theo nè, mình có một cái mình để cho cô trong câu này, đó là there's point in doing something, point in doing something, hoặc là there's no point in doing something. Cấu trúc bình thường của nó đó là there'll be no point in doing something, meaning it's useless to do something. Nhưng mà trong cái câu này của mình họ không dùng no point mà họ dùng little point. It's little point in tying yourself down gì đó. À, có nghĩa là little use. Ở cái việc mà nếu mà thậm chí nó cũng tiết kiệm tiền thì cũng chẳng việc gì phải. À, nghĩa tương tự thôi chứ không có vấn đề gì xảy ra ở đây hết. Nghĩa tương tự. Rồi tiếp tục. Mình để ý cho cô từ cái cụm tie somebody down. Tie somebody down. Tie somebody down. Meaning, limit your limit somebody freedom. Giới hạn cái sự tự do của mình, tức là trói buộc mình với một cái deal, với một cái thỏa thuận hay là với một cái hợp đồng mà nó hobble the firm. Hobble, khi mà mình hobble tức là khi mà mình chân mình bị đau á là mình sẽ đi theo cái kiểu khập khà khập khểnh á, là hobble. Như vậy trong business hobble sẽ là limit something hoặc là control something. Có nghĩa là đối với câu này người ta đang nhấn mạnh hai lần động từ limit. Nhấn ở lần thứ nhất là động từ tie somebody down. Và nhấn lần thứ hai ở động từ hobble. À, rồi cô nói lại nè. Động từ hobble thông thường theo nghĩa gốc của nó đó là walk in an awkward way. Awkward. Awkward biết đúng không ta? Way because of your injured legs. Như vậy, khi mà mình chân mình bị đau á, thì mình bị limit và do đó trong bài này có nó mang cái nghĩa là limit somebody. À, cho nên từ cái nghĩa đen á
tức là từ cái nghĩa trực diện của một cái từ thì mình sẽ đoán ra được rằng là cái nghĩa mà thực sự được sử dụng trong từng cái văn bản nó như thế nào. Limit somebody hoặc là control the freedom of somebody, kiểm soát cái sự tự do công ty của mình, and prevent it from developing into its business. Rồi, cho cô câu 51 nè. That. That, no. Thì that ở đây nó thay thế cho từ deal nè. Thấy không? That nó thay cho deal nè. Lúc đầu em chọn là down mà nghe cô nói xong thì em thấy nó sai. Thế thì em phải chọn chữ into. Từ into mới sai chứ. Developing its business thôi chứ ai đâu developing into its business, đúng không? Mình sẽ nói là cái caterpillar nó sẽ develop into a beautiful butterfly. Chứ mình đâu có nói rằng là một cái công ty nó lại develop into business nữa, đúng không? À, một cái A khi mà muốn dùng với develop into á thì có nghĩa rằng là mình phải hiểu rằng là nó phải có cái A xong nó mới develop into B, tức là nó từ A nó phát triển thành B, còn bản thân công ty thì nó chỉ phát triển cơ việc kinh doanh của nó thôi. À, rồi 52 nào. 52 đúng. Nãy giờ nó chỉ có được một câu đúng thôi, thành câu bây giờ nữa, câu 45 đúng nè, câu 52 đúng nữa là hai câu nè. Cho nên bây giờ cái cô nhắc nè, khi các bạn làm bài tập này thì nhớ cho cô một chuyện, đó là cái kỹ thuật thứ nhất là phải đọc cho thật là kỹ, và không chỉ đọc đúng cái dòng đó mà phải đọc dòng trước và dòng sau. À, đó là đọc thật là kỹ. Cái thứ hai, nếu như trong trường hợp một câu đó nó có hai từ giống hệt nhau thì dĩ nhiên hai từ đó không có từ nào được chọn, giống như trường hợp hồi nãy của Xuân nó chọn từ anh đó. Trường hợp thứ ba đó là đối với dạng bài tập này nó người ta chỉ test mình ở cấu trúc ngữ pháp và những cái cấu trúc của từ với câu thôi, của từ thôi. Lưu ý đặc biệt cho cô với cái việc là thành ngữ nè, à, phrasal verb này, đó, rồi là relative pronouns nè, hoặc là relative hoặc là noun clause, kiểu như vậy. Rồi bây giờ thử thêm một bài nữa, sau đó là mình sẽ qua phần nghe nha. Cái này làm rồi đúng không mấy đứa? Denmark economy là làm rồi đúng không? Dạ rồi. Okay. New new customer mấy đứa làm chưa? Cái này làm chưa? Có nhìn thấy màn hình share của cô không nè? Cái này hình như chưa cô ạ. Cái này Chưa chưa rồi, rồi. ok. Rồi, bây giờ cô để đây cho các bạn nha. À, các bạn chỉ làm cho cô trong vòng 10 phút, không xong thì thôi mình sửa nha. Không có vấn đề gì xảy ra ở đây hết. Record gọi nó là now class hiểu không nào? Rồi. Cho nên ngay cả chữ này chữ after là không cần thiết nha, after là không cần thiết. À, mình đi tiếp nha cô nào.
Thế thì câu 43. Câu 43 thì sao? Anh Linh đi, anh Linh thử xem. Đúng rồi. Nói cô nghe tại sao chọn khách nào. Vì đây là con cái chiến lược rồi chứ. Đơn giản thì bởi vì sao? Do là mình đã có need rồi, lại thêm check nữa. Có nghĩa là mình hai hai động từ đi kèm với nhau. Đúng không nào? Khi mình có hai động từ đi kèm với nhau thì nó phải có một cái gì đó khúc giữa. Có thể là need to check. Nhưng mà ở đây lại không có till. Nếu mình muốn giữ chữ check lại thì mình phải kèm có thêm chữ till nữa. Như vậy là mình bị dư rồi. Mình không có làm đúng yêu cầu đề. Cho nên mình chỉ cần là check bỏ đi là được ha. You need a strategic approach. Rồi câu 44 nè. Mời các bạn. Linh thì xem. Understanding. Rồi, bây giờ nếu bây giờ mình cô đồng ý là nếu bây giờ mình bỏ cái understanding đi. Thế thì cái câu này của mình nó sẽ còn lại gì? Nó sẽ còn lại là getting new clients often depends on your existing one first. Nghe nó cũng rất là hợp lý. Nghe nó cũng khá là hợp lý. Sau đó mình sẽ đọc tiếp nè. Only by then, once you have analyzed the real motivation of each of your customers, can you acquire new ones? Thực tế thì bỏ câu này cũng được đúng không? Understand your existing one. Okay. Rồi. Nhưng mà cô thấy câu này nó bỏ để chữ understanding cũng được mà có sao đâu. Cho nên câu này nó correct. Okay, 45 nè, mời các bạn. Cô gợi ý nè, mình nếu mình dùng từ ở đây mình sẽ có một cái từ mà mình sẽ thấy hơi băn khoăn, đó là từ only by then. À, và nếu như bây giờ mình bỏ chữ by đi, có nghĩa là only then, tức là chỉ khi mà mình hiểu được khách hàng cũ của mình á thì mình mới có thể phân tích được khách hàng mới. À, cho nên á, tiếp theo nữa nè, cái mệnh đề này nè chính là đảo ngữ, chính là đảo ngữ. Tại vì sao cô nói nó là đảo ngữ? Bởi vì chúng ta nhìn cấu trúc có phải là can you acquire, là cấu trúc nó đúng ra thì nó phải là cấu trúc của câu hỏi đúng không nè? Phải cấu trúc câu hỏi không? Cấu trúc câu hỏi là cấu trúc của auxiliary nè, subject rồi verb nè. Nhưng ở rõ ràng ở đây cuối câu mình lại là có dấu chấm. Cho nên đây là một câu bình thường. Và only then
làm giống như là gần như nó là thành phần trạng ngữ. Once you acquire, cái này này, thực ra nó là một mệnh đề chỉ thời gian với bắt đầu bằng once. Và once ở trong trường hợp này chính là when, hoặc là only when. Chỉ khi mà bạn có thể phân tích được những cái động cơ thực sự của khách hàng cũ, của từng khách hàng, thì bạn mới có thể có được khách hàng mới. Do đó, riêng cấu trúc của hai cái dòng này là cấu trúc đảo ngữ. Nha các bạn, cấu trúc ở đây là cấu trúc đảo ngữ. Ngữ là dùng chữ gì ta? Conversion hả? Conversion đúng không Tuấn ha? Đảo ngữ là conversion đúng không? Conversion. À, đây là cấu trúc đảo ngữ. With only then. Đặt only then lên trước, cho nên chỗ này sẽ là đảo ngữ. Rồi, tiếp tục nè. Câu 46 sai ở chỗ nào để các bạn biết? Out. Out, hoàn toàn chính xác ha. Go out. Bạn sẽ go wrong thôi, không có go out wrong. 47 nè. Đây, chữ này bị dư nè. Đây bị dư nè, equally bị dư nè. À, equally có nghĩa là đồng thời, hoặc là song song, hoặc là công bằng. À, equally, đó là như vậy. Rồi, bỏ đây đi là nó sẽ ổn ha. Bỏ đi nó sẽ ổn. Đố các bạn biết chỗ đây còn thiếu cái gì không? Đây là cấu trúc nè, mình nhìn nè. So busy. Đây là cấu trúc mà không biết chắc là lâu quá các bạn quên. Đó là cấu trúc so, assertive, that. Điều tác đúng ra là nó nằm ngay đây nè. Nó nằm ngay đây nè. Đó. Rồi tiếp tục nè. 48 theo các bạn là từ gì này? Do. Nói từ gì không? Do. Do. À từ này mới sai nè. À, lại nghe. Learn from marketing campaigns that have been successful. Chữ ít ở đây không có giá trị. Bây giờ mình tìm cho cô câu 49 có cái cấu trúc gì đặc biệt không nè. 49 nè. Nhìn giùm cô coi, 49 có cấu trúc gì đặc biệt không? Realization of what makes something. Ở đây mình sẽ có cái cấu trúc này nè, các bạn sẽ hơi ngạc nhiên nè. Thật ra là các bạn biết nhưng mà các bạn không có biết. Make somebody do something. Ở dưới chân. Để bỏ lung tung. Là make customers to make somebody do something cũng được rồi ha. Make somebody do something khiến cho ai là
make somebody do something. Yeah. Rồi, tiếp tục. Như vậy chữ chill ở đây bỏ đi nha. Chữ chill bỏ đi nè. Rồi, 50 nè. Is in tô rồi con. Câu này đúng nè. Đúng. Câu trúc của nó là give somebody an insight. Dịch ít thôi con. Into something. À, có nghĩa rằng là gì? Insight ở đây á, động đến cái từ insight. Insight meaning deep hoặc là profound, understanding of. Oh, no 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 no, cái bút nó không biết đâu, nó luôn quick of something. Insight là một cái nhìn rất là sâu sắc, rất là như hiểu sâu into the new market you are aiming at. Giúp cho bạn hiểu hơn, hiểu rõ hơn về cái thị trường mới mà mình đang aiming at, mình đang nhắm tới. 51 nào. Dư một chữ. Chữ này không có giá trị gì trong câu này hết. Xuân được không Xuân? Em nghĩ là being của cô. Đúng rồi, being. Mình ở đây mình có một cái cấu trúc, đó là cấu trúc put somebody, hoặc là put yourself ở vị trí của ai đó. Đúng rồi, in the place of somebody. Có nghĩa là to pretend that you were that person. Thank you. Rồi, 52 nè. Linh đi anh Linh. Em nghĩ là if. Đúng rồi, nó là từ if. Dạ. À, mình chỉ cần bắt by looking at, by looking at your business with the eyes of the customers. Okay. Look at something. Look at something with the eyes of somebody. Có nghĩa là gì? Mình xem xét vấn đề trên quan điểm của ai đó. À, xem cái doanh nghiệp của mình dưới con mắt, dưới quan điểm của một khách hàng thì mình sẽ better prepare. À, có thể có những cái chuẩn bị tốt khi mà mình mở rộng thị trường. À, bài này nó rút từ thì không có khó như là cái bài trước, nhưng mà lại khó làm hơn, đúng không? Em thấy kiểu này khó. Đúng, khó luôn. Rồi. Bây giờ thì chắc là mình cô sẽ không dạy nữa, thầy cũng mệt rồi. Bây giờ như thế này nè. Bây giờ cô sẽ nè, im lặng cho mẹ làm việc chút xíu. Em, không ai giống chị hai đi.
Bây giờ như thế này này, thứ hai á, cô vẫn dạy cái chương trình của cái cuốn Career Path bình thường cho đến khi mà các bạn học hết cuốn đó. Tại vì cuốn đó nó tới tới 3 quyển lận. Cái sách đó là một cái series 3 quyển theo cái cấp độ tăng dần và cung cấp cho bạn một cái lượng kiến thức nhất định và từ vựng nhất định về business ở cái mức độ mà thực tiễn nhất trong công sở. Cái thứ hai nữa là nó sẽ nhẹ hơn cho mình khi mà mình làm cái bước chuyển qua business. Còn cái ngày buổi chiều thứ năm á, thì cô kẹt cho nên là cô chỉ cô dạy cho mình vào chiều ngày tạm thời vào chiều ngày thứ ba ha. Vào chiều ngày thứ ba thì chịu khó một chút là mình sẽ dạy học nhiều hơn để mà mình có thể làm được nhiều bài tập hơn và cô sửa được nhiều cái phần bài tập hơn về business. Và ngày thứ ba là cô chỉ tập trung chủ yếu cho BEC thôi. Vài bữa nữa các bạn qua học tuần sau các bạn vô các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là bỡ ngỡ với rất là nhiều nếu mà mình một số những cái giáo viên cũ của mình nó sẽ không trước đây vẫn thường hay dạy những kỹ năng thì các bạn sẽ không được gặp nữa. Từ năm học này trở đi là các thầy cô cái bên đó là không bao giờ dạy kỹ năng nữa. Cho nên là không biết là các bạn sẽ được dạy như thế nào, có kỹ được hay không là những cái bên thầy cô hay không, nên là mình chịu khó một xíu, mình sẽ học từ